Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Khởi Hành đang được trực tiếp trên sóng FM 96,9 MHz và trên trang fanpage Long An TV của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Và ngay bây giờ, quý vị có thể kết nối với chúng tôi qua số điện thoại là 02723 833 833 hoặc là để lại bình luận trên fanpage Long An TV để cùng chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay, đó là cao điểm xử lý vi phạm giao thông quý vị nhé. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 2022 kéo dài 4 ngày nên là phần lớn người dân có xu hướng đi du lịch hay là về quê. Đến nay thì dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát ở hầu hết các địa phương. Tuy nhiên thì mọi người vẫn nên là chú ý đến các vấn đề khác để mà đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian nghỉ lễ. Trong đó có việc là đảm bảo thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông. Hôm nay đã là ngày nghỉ lễ thứ 3. Mong rằng mọi người có được một kỳ nghỉ vui tươi, an toàn và trọn vẹn. Và như thường lệ thì mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với tiết mục tin tức giao thông ngay sau đây. Tin tức giao thông. Thưa quý vị, trong phần tin tức giao thông hôm nay thì cộng tác viên Minh Khánh sẽ cập nhật cho chúng ta về tình hình giao thông trong tuần qua. Xin mời anh Minh Khánh ạ. Alo. Minh Khánh xin chào Phương Thanh và Nhật Trường cùng quý thính giả đang chở chương trình Khởi Hành. Thưa quý vị, trong tuần qua thì lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tổ chức phối hợp phân luồng điều tiết giao thông theo đúng các nội dung, các phương án nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định và bình thường. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày lễ được đảm bảo và các phương tiện thì đôi lúc là có những lúc là phải di chuyển chậm nhưng mà không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Thưa quý vị, trên báo Long An thì có một cái thông tin đó chính là lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tập trung xử lý nghiêm và triệt để vi phạm về nồng độ cồn trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này. Phải nói rằng những hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra thì việc mà nguyên nhân là do người sử dụng chất kích thích cũng như là nồng độ cồn chiếm tỷ lệ phần trăm rất là lớn. Chính vì thế mà những cái con số đó, những cái số liệu đó đã cho chúng ta thấy là thói quen sử dụng rượu bia, chất kích thích khi mà điều khiển phương tiện của người dân vẫn còn ở mức cao và đặc biệt là trong các dịp nghỉ lễ. Từ cái thực tế trên thì những cái lỗi vi phạm sẽ được tập trung xử lý triệt để và nghiêm khắc trong đợt cao điểm này. Theo đó thì công an các địa phương, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn vào khung giờ trọng điểm. Đó là những thông tin mà Khánh muốn chia sẻ trong chương trình Khởi Hành sáng ngày hôm nay. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Minh Khánh với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, và để hiểu rõ hơn về tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ đoạn qua Long An, xin được mời bộ phận kỹ thuật sẽ cùng kết nối cho chúng tôi gặp các đội trưởng cảnh sát giao thông đường bộ. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với công an giao thông tuyến quốc lộ 1 xem thì tình hình giao thông ở đó hiện nay như thế nào. Dạ alo, Nhật Trường xin chào Trung tá là Thành Phương, phó đội trưởng cảnh sát giao thông đường bộ ạ. Chào MC, chào quý vị khán giả đang nghe trên đài. Dạ anh Phương nè, anh Phương có thể cho Nhật Trường cũng như là quý thính giả được biết là mình đang làm nhiệm vụ tại vị trí nào trên đoạn quốc lộ 1 vậy anh? Tôi đang làm trên tuần tra kiểm soát trên cái tuyến quốc lộ 1A, cái đoạn đi ngang địa bàn Bến Lức. Dạ, vậy thì anh Phương có thể chia sẻ cho Nhật Trường cũng như là thính giả được biết là cái tình hình giao thông trong dịp nghỉ lễ trên tuyến quốc lộ N1 và hiện tại như thế nào vậy anh Phương? Cái tình hình người và phương tiện tham gia giao thông trên cái tuyến quốc lộ 1 trong cái những ngày nghỉ lễ thì nó tương đối là đông. Tuy nhiên là nó cũng không có ùn tắc giao thông. Tại vì cái hiện nay là trên cái các cái tuyến đường mà về miền Tây có quốc lộ 50, quốc lộ N2, rồi những cái tuyến đường nhỏ khác được đưa vào sử dụng cộng với cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận được đưa vào sử dụng thì cái người điều khiển phương tiện họ lựa chọn cái lộ trình đi tương đối là nó phù hợp. Cái tình trạng ùn tắc giao thông trên cái tuyến quốc lộ 1 thì nó không xảy ra. Hiện nay cái số lượng công nhân, nhân dân, lao động và học sinh, sinh viên quay lại thành phố cho nên làm việc và học tập thì nó cũng đang rải rác. Chưa có đông lắm. Dạ, thưa Trung tá La Thành Phương, dự báo tình hình trong những ngày tới như thế nào thưa anh ạ?
Dưới cái mật độ di chuyển này thì tôi nghĩ nó ổn rồi chị. Dạ. À, như vậy thì hy vọng mọi người có những cái thông tin để mà điều chỉnh cái lộ trình và cái thời gian phù hợp để mà di chuyển trong những ngày nghỉ lễ còn lại. Xin chúc anh có nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nhất là trong đợt cao điểm này. Xin được chào anh ạ. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, là quý vị có thể kết nối với chương trình khởi hành qua số điện thoại là 02723833833 hoặc là để lại bình luận trên fanpage Lộc An TV để cùng chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay quý vị nhé. Câu chuyện giao thông. Miền Tây đây, miền Tây bà con ơi. Lên xe lẹ không là hết xe nghe. Về quê ăn lễ đây nè, bà con ơi. Tôi lên trước à nghe, tránh ra coi, tránh ra. Từ từ. Đừng có chen lấn nha không. Hết ghế thì còn ghế súp. Chừng nào hết ghế súp mới đứng nha không. Lo gì hết chỗ bà con ơi. Tôi là phải lên trước. Cực khổ lắm mới có được cái ghế ngồi. Từ đây mà về tới quê á hả, đứng cái gì nổi mà đứng. Mẹ ơi, hết chỗ rồi. Chị ơi. Chị đây. Chị nhường chỗ cho hai mẹ con chị này được không chị? Chị này á có con nhỏ nè. Nè, bây giờ chú nhìn đi. Thấy cái gì chưa? Chị có bầu hả? Thôi tôi xin lỗi nha. Dạ rồi cũng... Ê, nè chú. Hai mẹ con chị ngồi đỡ đi ha. Chú có người xuống xe, có ghế thì đổi liền ha. Mình thiệt là thông minh mà. Độn cái gối hả, làm như có bọn thiệt đó. Ai mà dám giành ghế được với mình. Mà cái mặt mình già cỡ này có bầu hả, mà cũng có người tin nữa chứ. Kệ, có ghế ngồi là ngon rồi chứ. Ê bà chị, dở cái giò lên cái bà chị ơi. Trời ơi, cái vụ gì nữa? Thì để nhét cái bao đồ dưới chân chị đây nè. Trời đất ơi hà. Tranh thủ không gian kiếm thêm chút nào hay chút đó chị ơi. Mà chị cứ gác giò lên đi. Đó thấy không? Im hơn rồi ha. Rồi. Cho thu tiền đi bà con ơi. Rồi, tiền thối chú nè. Cho tiền xe đi cô ơi. Rồi, dạ rồi cô ơi. Chị ơi. Chị ơi, tiền xe chị ơi. Chị bầu ơi. Trời đất ơi ha. Cái chị này ha, giả bầu để giành ghế luôn ha. Sợ thiệt mà. Từ từ. Nè, chị kia. Chị với con nhỏ lên ghế đi. Bị lỗ hết trơn chậu rồi hả. Rồi, nhiêu tiền vậy chú? Chị cho tôi xin 100.000 ha. Trời cái gì? 2 tháng trước tôi đi có 70-80 hà. Mà nay lên gì 100 dữ vậy trời. Chị ơi, chị thông cảm đi. Xăng lên mà. Xăng lên thì vé nó cũng lên mới đủ sống chứ. Với chị biết không, lễ mà. Mà chị không đi là không có xe đâu nghe không. Thôi thông cảm nghe chị. Ngồi ghế đó thì cũng bao nhiêu đó. Bây giờ tôi ngồi ghế sấp cũng bao nhiêu đó là sao. Nè, tiền đây nè. Chắc cổ quá à. Ủa chú ơi, sao tới trạm ngã tư chú không nhắc con? Giờ đi hút luôn rồi kìa. Trên xe biết bao nhiêu người sao nhớ nổi. Thôi. Chú em mày xuống bắt xe ôm giùm quay lại ha. Gì kỳ vậy chú? Xuống xe bắt tài ơi. Nhanh chân. Trời ơi, xe chưa đậu hẳn sao con xuống? Trời ơi, nhiều chuyện quá ha. Thì phóng đại xuống xe đi. Nó ra chậm kìa. Phóng đại đi. Hổm có người phóng vậy mà bó bột cái giò luôn rồi đó. Hơi, cái chị này ha, nhiều chuyện quá nghe không. Thôi, đậu hẳn giùm con đi chú. Rồi, tới luôn bác tài ơi. Úi, xe kia sắp vượt mình rồi kìa. Chạy nhanh đi anh ơi. Xe đó tính hốt khách của mình đó. Úi trời ơi, vụ gì vậy trời? Trời ơi, từ từ bác tài ơi. Để về quê chứ có phải đi đua xe đâu mà chạy thấy ớn vậy trời. Xe hết chỗ rồi. Dành ít chi nữa. Chỗ đâu nhét cho hết không biết à. Cái chị này đừng nói nữa.
đừng có để bác Tài phân tâm nghe chưa. Mà xe thì chật, ngồi chen lấn nhồi nhét, vé thì lên giá, còn đua xe lạng rách giành khách nữa. Kiểu này gặp giao thông hả là xong. Sao cái miệng mình linh dữ vậy trời. Quý vị đang theo dõi chương trình khởi hành. Bây giờ thì mời quý vị tiếp tục nghe thông tin từ các đội cảnh sát giao thông xem tình hình giao thông trong những ngày lễ và trong tháng cao điểm xử lý vi phạm giao thông như thế nào. Mời bộ phận kỹ thuật kết nối với cảnh sát giao thông tuyến quốc lộ N2 đoạn Đức Hòa - Bến Lức. Phương Thanh và Nhật Trường từ chương trình khởi hành chào Trung tá Nguyễn Văn Truyền, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2 ạ. Kính chào hai MC, kính chào quý vị khán giả đài truyền hình Long An. Dạ, xin chào anh Truyền ạ. Anh Truyền có thể chia sẻ cho Nhật Trường cũng như là quý thính giả được biết là trong những cái ngày lễ thì tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ N2 đoạn qua Đức Hòa - Bến Lức đang diễn ra như thế nào vậy anh Truyền? Thì cũng như các năm lễ 34 và 1 tháng 5 thì tình hình phương tiện xe mô tô gắn máy từ thành phố Bình Dương Đồng Nai lưu thông về tỉnh miền Tây qua quốc lộ N2 tăng đột biến. Trước tình hình đó, đội cảnh sát giao thông chủ động phương án phòng chống ùn tắc giao thông, tập trung 100% quân số nên tình hình trật tự an toàn trên tuyến cơ bản ổn định. Mặc dù phương tiện tăng đột biến nhưng chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ do phương tiện hư hỏng chiếm một phần đường, nhưng lực lượng đã có mặt kịp thời để giải quyết, tình hình vẫn lưu thông ổn định. Dạ, thì như vậy thì những cái lỗi vi phạm thường gặp trong những dịp lễ này trên cái tuyến đường là gì ạ? Trong cái dịp lễ sau 34 và 1 tháng 5 cũng như trong đợt cao điểm thì lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ N2 tập trung là xử lý các lỗi thường dẫn đến tai nạn như tránh vượt, chạy quá tốc độ, không chấp hành hệ thống biển báo hiệu, nhất là vi phạm về nồng độ cồn là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Dạ, vậy thì thưa anh là không biết là cái tình hình ngày mai anh có dự báo là nó sẽ như thế nào không thưa anh? Thì theo cái dự báo tình hình trong những ngày tới thì sẽ phương tiện các miền Tây về thành phố rất đông. Yeah. Rất đông thì lực lượng đã thực hiện theo cái phương án phòng chống, công tác đã tập trung quân số và có luôn có mặt trên các tuyến, các điểm địa bàn phức tạp để xử lý các tình huống có thể xảy ra cục bộ. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung tá Nguyễn Văn Truyền, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2. Dạ, xin chúc anh cũng như là đồng đội của anh sẽ có thật nhiều sức khỏe anh nhé. Dạ, xin cảm ơn. Còn bây giờ mời bộ phận kỹ thuật kết nối tuyến quốc lộ 62 đội cảnh sát giao thông số 2 ạ. Dạ. Phương Thanh và Nhật Trường cũng xin được chào Trung tá Nguyễn Thành Tiến ạ, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2 ạ. Dạ, xin chào MC ạ, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình khởi hành của đài phát thanh truyền hình Long An ạ. Dạ anh Tiến ơi, anh có thể cho em cũng như là chị Phương Thanh cũng như là quý khán giả được biết là cái tình hình giao thông trên tuyến đường này và cái công tác triển khai của đội trong cao điểm xử lý vi phạm giao thông là như thế nào thưa anh? Dạ, kính thưa MC, tình hình trật tự an toàn giao thông trong cái những ngày qua thì chủ yếu là cái xe máy đổ về từ các tỉnh miền Đông đi ngang qua địa bàn Long An chúng ta là cái tuyến quốc lộ số 2, tuyến N2 để đi về các tỉnh miền Tây. Yeah. Và hiện tại bây giờ chúng tôi đang ở trên km số 518 quốc lộ N2 là gần cái điểm giao nhau với lại quốc lộ số 2 thì lưu lượng cái phương tiện từ các tỉnh miền Tây đang đổ về miền Đông rất là đông. Yeah. Thì trong quá trình triển khai các phương án để chống ùn tắc giao thông thì thực hiện theo phương án số 441 của công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau lễ 30/4/15 thì phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông số 2 phối hợp với một số đội nghiệp vụ của phòng cảnh sát giao thông cũng như các đội cảnh sát giao thông của các huyện trên cái tuyến quốc lộ 62 N2 để thực hiện cái phương án chống ùn tắc. Tuy nhiên cái mật độ phương tiện quá đông thì cũng có những thời điểm là ùn ứ khoảng vài tiếng đồng hồ, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ tối đa để
cho bà con được lưu thông được an toàn để về quê đón lễ. Yeah. À, vậy thì thưa anh, với cái lưu lượng mà đổ về quê nhiều như vậy á, ngoài cái hiện tượng ùn tắc giao thông, vậy thì anh thấy là những cái lỗi vi phạm trọng tâm nào mà người tham gia giao thông vi phạm thường mắc lỗi thưa anh? Thì trong cái thời điểm mà lễ này thì hầu như là về cái quy tắc giao thông, chủ yếu là người tham gia giao thông không có chấp hành cái các cái quy định về đi phần đường, làn đường, chuyển hướng, cắt hướng, rồi một số người thì dừng lại trên các cái đoạn đường mà có cái quán xá mà bán nước rồi bán thức ăn. Yeah. Thì cái đó cũng là những cái làm ảnh hưởng đến cái việc mà cái phương tiện nó đùng lại, nó ùn lại. Thì mong rằng là từ giờ cho đến hết lễ, người dân từ cái các tỉnh miền Tây đi lên thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh thì cố gắng lưu thông đều chậm trên tuyến sông 2 cũng như tuyến N2, không chen lấn, không vượt thì sẽ không gây ra là ùn tắc giao thông. Và trong đó là nhất là ở đoạn ngã ba quốc lộ sông 2 với N2 thì người dân nên chấp hành cái sự kiểm soát của cảnh sát giao thông hướng dẫn đi về hướng quốc lộ 1 khi đoạn N2 trên cái địa bàn Đức Hòa, Bến Lức mà cái mật độ phương tiện tăng lên thì cảnh sát giao thông ở cái đoạn bên này sẽ hướng dẫn cho người dân đi thẳng về hướng quốc lộ 1 một phần để giảm tải cho cái đoạn cầu Đức Hòa. Dạ, trong cái dịp lễ này thì cái lỗi vi phạm chủ yếu của người dân khi tham gia giao thông là các cái lỗi như quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Trước đó thì đã triển khai các phương án, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường xử lý các cái lỗi này. Đây là các cái lỗi mà thường gặp mà là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trực tiếp đối với các cái người có liên quan các lỗi vi phạm người ta giao thông. Dạ, xin được cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn. Xin chào chương trình ạ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng đến với những chia sẻ của các đồng chí cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trực tuyến tại các tuyến đường về tình hình trật tự an toàn giao thông, cũng như là những lỗi vi phạm giao thông và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và Nhật Trường cũng như là chị Phương Thanh hy vọng rằng với cái sự chủ động của các cơ quan chức năng thì sẽ có những cái phương án điều tiết, phân luồng hợp lý để hướng dẫn người tham gia giao thông một cách an toàn hơn. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông mà diễn ra trong vòng một tháng từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 nhằm để kiềm chế tai nạn, giảm ùn tắc giao thông, nhất là tại thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm. Đặc biệt là quyết tâm không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Kế hoạch đó được triển khai trên địa bàn tỉnh Long An như thế nào và đã đạt được những kết quả ra sao? Tìm hiểu thêm về vấn đề này thì mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với khách mời trong chương trình ngày hôm nay, đó là Trung tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An, trong tiết mục là Tìm hiểu giao thông sau đây. Tìm hiểu luật giao thông. Tìm hiểu luật giao thông. Thưa quý vị, trong tiết mục Tìm hiểu luật giao thông ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại vị khách mời quen thuộc, đó chính là Trung tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An. Xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Khởi hành trên đài truyền hình Long An. Xin chào MC Phương Thanh, Nhật Trường cùng ekip thực hiện chương trình. Dạ, trước hết thì anh Nghĩa có thể là chia sẻ cho Nhật Trường cũng như là chị Phương Thanh cũng như là quý khán giả được biết là cái tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh trong những ngày lễ vừa qua thì nó có như thế nào thưa anh? Nhật Trường thân mến, thì qua cái phần mà chia sẻ của các đồng chí mà phụ trách các cái địa bàn, các cái tuyến quốc lộ trọng điểm trên địa bàn Long An chúng ta thì cũng đã cho chương trình thấy rõ cái bức tranh mà giao thông trong những ngày qua, những khi bà con chúng ta về quê nghỉ Tết. Thì phải khẳng định rằng năm nay là lưu lượng phương tiện cá nhân tăng một cách đột biến. Yeah. Nó đã dẫn đến cái tình hình nhiều nơi đã có ùn ứ thời gian trong những thời gian nhất định. Tuy nhiên bên cạnh cái thực trạng đó, bằng sự cố gắng của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như các cái lực lượng phối hợp đã triển khai kịp thời các cái phương án là chống ùn tắc cũng như là tổ chức giao thông, là phân luồng, thì cơ bản thì đã giúp cho bà con, những người tham gia giao thông đi về quê được an toàn. Và hiện giờ thì lưu lượng phương tiện đang trên chiều lên á, ở các tỉnh miền Tây trở về thành phố bắt đầu có dấu hiệu mà
tăng trở lại. Thì trong những ngày qua cũng như là thực hiện cái cao điểm để bảo vệ lễ á, thì lực lượng cảnh sát giao thông bên cạnh cái việc mà chống ùn tắc đi qua thì cũng đã tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý trên 500 ca và 36 ca trên đường thủy, phát hiện là xử lý gần 1.500 trường hợp nộp kho bạc trên 3,5 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là đã phát hiện trên 200 vụ vi phạm về nồng độ cồn. Thì hiện tại với cái thời gian mà sắp tới, dự báo tình hình sẽ lưu lượng phương tiện sẽ tăng trên các chiều về, cho nên các cái đội tuần tra cũng như là lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã sẵn sàng ứng trực 100% để đối thực hiện các cái phương án chống ùn tắc để cho bà con đi về trở về thành phố làm việc. Dạ. Thưa anh Nghĩa, để mà hạn chế cái ùn tắc á, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã có những cái kế hoạch cũng như là hành động cụ thể như thế nào? Thì Phương Thanh thân mến, cũng như là hàng năm cũng như các cái lễ Tết thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng như công an toàn tỉnh đều có cái kế hoạch bảo vệ an toàn cho cái dịp nghỉ lễ của bà con. Thì bên trong đó là có việc là mở cái cao điểm tuần tra kiểm soát theo chỉ đạo của Bộ, của Công an tỉnh, cũng như là thực hiện triển khai kịp thời cái phương án chống ùn tắc khi mà có tình hình xảy ra, và ứng trực đảm bảo 100% quân số, và tổ chức là cái việc mà tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các cái lỗi mà có thể dẫn đến ùn tắc cũng như tai nạn, với đó là vi phạm về nồng độ cồn nè, vi phạm về đi không đúng phần đường làn đường, tránh vượt chuyển hướng, và có cái phương án là tổ chức xử lý kịp thời các cái vụ tai nạn hoặc gia hoạt nhẹ đó mà xảy ra trên tuyến trong những cái thời điểm mà lưu lượng phương tiện tăng, thì nó cũng sẽ góp phần là để cho chúng ta chống được các cái ùn tắc trong thời gian tới. Thì trong những ngày qua, trong cái thời điểm mà ngày 29-30, những cái ngày mà người lưu lượng phương tiện đông đó, thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phải bố trí lực lượng ứng trực gần như là 100% ở ngoài đường. Nhiều đồng chí là phải đứng sắp thành hàng dài trên ở những cái tiêm đường đó, tạo thành giải phân cách để mà phân luồng cho các cái phương tiện đi qua những cái nút mà có cái trường hợp là những người tham gia giao thông họ quay đầu trở lại, hay là họ thực hiện cái hành vi chuyển hướng, họ tránh qua bên trái không đúng. Thì chỉ chính cái sự cố gắng này nó mới góp phần được đảm bảo được cái việc giao thông trong thời gian qua. Thì sắp tới thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thực hiện những cái nhiệm vụ đã được phân công trong cái phương án. Dạ. Vậy thì anh thấy là trong những cái ngày lễ như vậy đó, cùng với những cái chia sẻ của các đồng chí đội cảnh sát giao thông như lúc trước á, anh nhận thấy là những cái hành vi vi phạm giao thông nào nhiều nhất trong thời gian qua thưa anh? Thì qua theo dõi cũng như là thực tế triển khai gần thời gian 2 tuần để thực hiện cái cao điểm mà bảo vệ lễ này á, thì cái vi phạm nhiều nhất trong thời gian qua vẫn là đi không đúng phần đường làn đường, đi ngược chiều, tức là chạy ngược chiều ở những đoạn có giải phân cách cứng giữa đường, hay là người vi phạm vẫn vi phạm chạy quá tốc độ quy định, vi phạm cồn cũng là một cái hành vi là diễn biến khá phổ biến, đặc biệt là hiện nay trong những ngày lễ Tết này, những người tham gia giao thông là có dấu hiệu sử dụng cồn, bởi vì cứ nghĩ là lực lượng cảnh sát giao thông là chỉ lo cái công việc chống ùn tắc thì cái xử lý nó sẽ không nghiêm. Tuy nhiên tôi khẳng định rằng tiếp tục thực hiện cao điểm thì vấn đề xử lý cồn vẫn được xem là một cái nhiệm vụ hàng đầu. Vậy thì cái mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn này như thế nào anh ạ? Thì hiện nay theo quy định của Nghị định 100 cũng như là Nghị định 123 tại Điều 2 sửa đổi một số điểm của Nghị định 100 á, quy định cái chế tài áp dụng cho xử phạt cồn á, thì chúng ta cũng biết á, cái số liệu hiện nay chúng ta đã phát hiện trên 200 vụ và đã có xử phạt nhiều vụ đến mức mà cái mức cao nhất hiện nay là xe ô tô á, nếu mà vi phạm cồn có thể từ phạt 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép xe là 23 tháng. Còn xe mô tô á, thì mà phạt cao nhất là cũng là phạt 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe cũng là 23 tháng. Và các cái trường hợp mà vi phạm cồn thì theo cái quy định của nghị định 100 cũng như là điều 2 nghị định 123 thì nếu chỉ cần có uống rượu bia mà khi đo cồn có nồng độ cồn trong máy thì sẽ bị xử lý ở cái khung mà là điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhưng mà dưới chưa vượt quá là 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Có nghĩa là khẳng định là khi mà có cồn là chúng ta sẽ bị xử lý và chế tài là được quy định trong nghị định 100 cũng như là nghị định 123 sửa đổi. Dạ. Thưa anh Nghĩa, vậy thì người dân được nghỉ nhiều ngày lễ như vậy rồi thì chắc chắn rượu bia sẽ không thể thiếu trong những cuộc vui, đúng không anh Nghĩa? Vậy thì đối với cái người mà điều khiển xe đạp cũng như là xe máy thì kể cả xe đạp điện, các loại xe thô sơ trên đường, vậy thì nếu như trong máu họ có nồng độ cồn thì sẽ bị xử phạt như thế nào thưa anh Nghĩa?
điều khiển mà phương tiện xe đạp, xe đạp máy, kể cả xe đạp điện và các loại xe thô sơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì vẫn bị phạt ở 3 mức. Dạ. Mức thứ nhất là nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu thì sẽ bị phạt tiền 90.000 đồng. Còn mức thứ hai là có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu thì sẽ bị phạt tiền là 250.000 đồng. Và mức cao nhất của vi phạm cồn đối với các loại xe thô sơ là có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc là vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở thì sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng. Đây là quy định tại điểm C khoảng 4 điều 8 của Nghị định 100. Dạ. Vậy thì còn đối với xe mô tô, xe gắn máy cũng như là các loại xe tương tự trên đường mà trong máu có nồng độ cồn thì như thế nào thưa anh? Thì xin được nhắc lại là đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự thì vẫn có 3 mức cồn. Ví dụ mức 1 như phần trên tôi nói thì sẽ bị phạt 2 triệu rưỡi và bị tước giấy phép lái xe là 11 tháng, quy định tại khoảng 6 khoảng 10 điều 6 Nghị định 100. Và mức 2 là nồng độ cồn là vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc là vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở thì người điều khiển xe mô tô sẽ bị phạt tiền 4 triệu 500 ngàn đồng và bị tước giấy phép lái xe 17 tháng. Mức cao nhất thì của xe mô tô vi phạm là cái nồng độ cồn vượt quá 80mg hoặc là vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở thì sẽ bị phạt tiền đến 7 triệu và tước giấy phép lái xe đến 23 tháng. Đó là vi phạm cồn của xe gắn máy với xe mô tô. Dạ, quy định được phép chở của phương tiện giao thông đường bộ và chở quá số người quy định là như thế nào thưa anh nghe? Thì chở quá số người quy định, tức là hành vi là người điều khiển phương tiện chở hơn cái số người mà được quy định, được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe hay là giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chở quá số người quy định chính là hành vi chở trên phương tiện nhiều hơn số chỗ ngồi của mỗi phương tiện đã được quy định trong cái giấy do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Thưa anh Nghĩa, vậy thì đó là những cái vấn đề xảy ra trong thời gian qua. Mà có thể là anh Nghĩa có thể là chia sẻ cho mọi người được biết là có những cái lời khuyên nào để người dân tham gia an toàn hơn trong những ngày sắp tới ạ? Thì chúng ta biết cái chương trình khởi hành ngày hôm nay là trong cái cao điểm mà chúng ta đang thực hiện cái lễ. Thì bảo vệ lễ, ngoài đường phương tiện đang luôn luôn rất là tăng cao và lực lượng chức năng đang căng hết sức để làm nhiệm vụ làm sao cho người tham gia giao thông chúng ta được an toàn. Thì chương trình này cũng là một nội dung là muốn để cho người tham gia giao thông hiện nay hiểu được cái thực trạng giao thông trên đường để chúng ta có cái phương án chúng ta đi lại như thế nào, vào các giờ ra sao và vào tuyến đường nào. Ví dụ giờ về thành phố Hồ Chí Minh đó, chúng ta sẽ có 3-4 tuyến đường. Ví dụ như là quốc lộ N62, quốc lộ N2, quốc lộ 1, quốc lộ 50 và kể cả đi ô tô chúng ta đi trên đường cao tốc. Thì chúng ta có thể lựa chọn, chúng ta nghe theo cái chương trình, các cái chương trình mà trên voi giao thông hay là các cái chương trình mà người ta có thông báo về tình hình ùn tắc, chúng ta né những cái điểm ùn tắc. Đó là điểm thứ nhất để chúng ta có cái lộ trình đi về an toàn. Yeah. Cái thứ hai là trong quá trình tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông mong muốn những người tham gia giao thông phải chấp hành tốt cái quy tắc chung trong tham gia giao thông, chấp hành sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như các cái lực lượng người ta thực hiện cái nhiệm vụ điều tiết để chúng ta đi khỏi nơi ùn tắc một cách an toàn, chứ chúng ta không có quay đầu lại hay chúng ta thực hiện những cái biện pháp mà nó khác với cái quy định hay là cái hướng dẫn của cái lực lượng đang làm nhiệm vụ. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể đảm bảo an toàn, chúng ta đi lại trở về quê, trở về thành phố Hồ Chí Minh làm việc an toàn. Thì cuối cùng cho tôi gửi lời chúc quý vị đang nghe chương trình cũng như những người tham gia giao thông, chúng ta luôn luôn có những cái buổi sáng an toàn và một kỳ lễ nghỉ này thật là tốt. Xin được cảm ơn anh Nghĩa. Thưa quý vị, chương trình khởi hành đến đây là hết. Hy vọng thì mọi người có những thông tin để mà điều chỉnh lộ trình và thời gian phù hợp để mà di chuyển trong những ngày lễ còn lại. Chúc mọi người có những chuyến đi an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.